I'm not gonna fucking work with these people. I'm not gonna fucking work with a man. I don't want to fucking see him. I don't want to talk about it. Ông nhổn làm ơn vô đây. Ông Thiệu, mời phim kế tiếp của tôi. Tôi muốn kêu anh làm vai chánh. Được. Nhân vật, tính cách, bối cảnh quan hệ, câu chuyện kịch bản và còn tiểu thuyết, anh có thể đem về nhà để tham khảo lại. Tôi tin rằng sẽ có sự giúp đỡ đối với anh thời gian quay phim và bạo hình của cái vai này. Tất cả đều có đầy đủ ở đây hết. Có vấn đề gì không? Mỗi ngày cũng có hộp cơm ăn chứ hả? Con cũng lấy sách tay. Chuyện gì? Muốn giở trò hả? Không phải là giở trò. Không phải giở trò. Bây giờ con đang chơi tôi nè. Hiếm có được cầu lông khoái cô. Bao nhiêu tiền cũng chịu xài. Một chút nữa cô tắm cho sạch sẽ, phơi cho khô. Đừng có giở trò nữa mà. Con không muốn làm mấy chuyện này nữa. Không muốn làm à? Bộ cô tưởng cô là tiểu long nữ à? Hả? Hay là nghĩ làm đi. Con đã thích một người. Cô cho tôi cơ hội này, tôi không biết làm sao để cảm ơn cô. Anh diễn bộ phim này cho tốt đi. Tôi sẽ đem tất cả tinh thần và thời gian của tôi để đặt vào sự nghiệp. Hy vọng bạn gái của anh sẽ không ngại gì anh có thời gian để ở chung với cô. Tôi không có bạn gái. Thà là chơi tình cảm thì không cần ăn cơm. Cô thì là khờ quá đi. Tôi mặc kệ cô. Tóm lại tối nay hãy ngoan ngoãn thanh toán ẩm cho xong xuôi đi. Còn những chuyện khác sau này tôi tính với cô. Cậu Long thì xin lỗi. Đột nhiên tôi thấy không khỏe, chắc là tối nay không đi chơi với cậu được. Xin lỗi nha. Thôi đi, đừng có làm phách mà. Tiền hả? Tôi có thiếu gì? Cầm lấy đi. Vừa ý chưa? Tôi thiệt thấy không được khỏe, không được thiệt đó. Nè, hai cái chữ không được này tôi không muốn nghe. Có nghe rõ chưa? Nói thêm lần nữa coi. Không được thiệt mà. Cô có đau không vậy? Sao anh nói nhảy đập giỏi lắm mà? Đúng vậy, tôi nhảy đập giỏi lắm. Vậy tại sao đập chân của tôi? Cô có thể nào bước nhanh hơn chút không? Vậy anh dìu tôi nha. Vậy được, tôi dìu cô. Tránh ra! Con quỷ cái, lần trước ta phát cho tụi bay 100 mấy chục ngàn. Bây giờ trả tiền hết, đã cọc hết rồi. Bây giờ mày còn làm phách hả? Trước mặt bao nhiêu người mày làm mất mặt tao? Bây giờ tao cho mày cơ hội nói thêm một lần. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người, nói thêm lần nữa. Không được. Đừng được. Bye bye. Chào. Bye bye. Ý, cô là cô Đỗ Quyên Nhi. Hay. Thiệt là cô. Tôi là Liễu Phiêu Phiêu. Ê, tôi rất là thích cô đóng phim. Làm ơn cho xin chữ ký đi nha. Người chị của cô đẹp hơn nhiều. Tôi thích coi phim Quyên. Cô đóng lắm đó. Ê, chị Quyên kìa, mau đi chữ ký tên đi, nếu không chị sẽ đi. Wow, hôm nay anh đóng phim quay cảnh nhà hàng hả? Sao giống y bộ trưởng vậy? Hay là làm bồi ở trong khách sạn đây?
Mặt cô bị sao vậy? Ý, đừng có phá mà. Ê, chị Quyên à, chị có bạn trai hay không? Hai người quen nhau. Có biết ảnh hả? Chị Quyên nó nâng đỡ tôi, cho tôi làm vai chánh đó. Anh đi chết đi. Thiệt mà. Sao? Mình đừng có tới trễ, ông Thiệu không thích người ta tới trễ đâu. Thiệt hả? Đúng vậy. Tôi đã nói là anh được mà, còn nhớ hay không? Nhớ chứ. Tôi đã có nói là anh sẽ được, chị Quyên à. Chị không tin hỏi anh đi. Anh Sao à, chút nữa ông Thiệu phải bay qua Mỹ, ông có chuyện muốn nói với chúng ta, mau đi. Ê, anh có còn nhớ hay không? Có phải tôi nói anh được hay không? Cái đêm mà ở ngoài bãi biển tôi đã nói là anh được đó. Không ngờ nói vậy mà đúng thiệt ha. Ông giám chế đã đặt sân bắn cho anh rồi. Chút nữa phải học bắn súng và còn huấn luyện viên sẽ dạy cho anh lồng mèo và nhảy giường. Còn nữa, còn phải treo dây sụt sẹt nữa. Anh có mặc quần lót chứ hả? Tôi có. Ok. Mình đi. Bạn của anh còn có chuyện à? Ê, không có, không có. À, trả lại cho anh cái này nè. Thì ra cô đã lấy hả? Đúng, lần trước tôi tiện tay lấy về để chơi thôi. Chơi? Có vui không? Không vui, nên mới trả lại cho anh. Có chuyện muốn nói với tôi à? Không, không cái gì. Bye bye. Ờ, bye bye. Thôi bỏ đi. Ê! Lần trước anh nói là anh nuôi tôi, có phải thiệt hay không? Thiệt. Anh đừng có gạt tôi đó nha. Đã nói thiệt rồi mà, chỉ chờ cô thôi. Hay là hai người nói cho xong đi, đừng có trễ quá nha. Biết rõ. And baby, all my candy kisses, I give them to you. Oh, what a I, 为你发烧，不得了，谁比你更重要？你眉毛一挑，世界地动天摇。And baby, all my candy kisses, I give them to you. Hey, hey, xin lỗi, tôi tới đây. Không sao, qua đây. Để tôi giới thiệu, đây là Peter, giám chế của mình. Còn đây là Sunny, kế hoạch của mình. À, ông Doãn, chào ông. Chào. 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 Mời. À, mời ngồi. Vai này tôi đã phân tách rồi. Thật ra có 3 cái thứ tự, 4 giai đoạn và 5 cách diễn dịch khác nhau. Tất cả tôi đã có viết lại rồi, hay là mình nghiên cứu lại đi nha. Cô đi, cô đi. Oh, very good. À, đúng. Đúng vậy. Còn nữa, nếu như khán giả nước ngoài muốn họ chấp nhận một người mới như tôi định là đặt tên khác tiếng Anh, gọi là number one. Chính là number one. Very good. Very good. Còn về đạo hình tôi cũng có đó. Về đạo hình thì anh Châu, thật ra bộ phim này là do đại ca đóng. Bởi vì kỳ của ảnh có vấn đề nên chúng tôi quyết định dùng người mới. Nhưng vừa rồi ảnh điện thoại nói là kỳ của ảnh ok, nên sẽ do ảnh làm lại. Làm lại dây năm chánh. Vậy nếu như tình hình vậy, tôi có thể làm cái vai đại phản mà. Đối với tôi mà nói, đây cũng là một sự khiêu chiến lớn đó nha. Sorry, cái vai phản phế đã có rồi. Tình hình như vậy à? Để tôi coi coi. Tôi cảm thấy trong này, ông Doãn à, cũng như chị Quyên vừa rồi mới nói đó, chúng ta ai cũng biết anh là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ an bài một vai khác để cho anh diễn. Cảm ơn rất nhiều. Xin hỏi là vai gì? Chuyện này để tôi bàn tính cho anh sau nha. Yên chí đi, không có gì đâu. Vậy thì anh làm ông luật sư đây đi. Nè, rút ra thời gian đọc kịch bản cho thuộc nha. Đối thoại phải thuộc lòng, chuẩn bị trước cho đàng hoàng nha. Xin hỏi là mấy câu đối thoại gì vậy? Để tôi sắp xếp. Anh có 3 câu đối thoại. Xin hỏi là 3 câu đối thoại gì? Câu thứ nhất là hả? Hả?
Câu thứ hai là